khác biệt rất nhiều so với những hàng chợ. Nếu anh chị em nhìn kỹ cái bông hoa hồng này thì so với những hàng chợ, hàng phổ thông thì nó khác xa luôn. Giới thiệu đến anh chị em đang xem video của xưởng của bộ bàn ghế Hoàng Gia V4, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá do công ty đồ gỗ Phạm Gia mới bàn giao xong cho gia đình chú Quảng, anh Đạt và Tuyên Quang. Hôm trước thì công ty đồ gỗ Phạm Gia rất vinh dự để đón tiếp gia đình chú Quảng, anh Đạt đã đến trực tiếp cơ sở sản xuất của công ty đồ gỗ Phạm Gia để tham khảo bộ bàn ghế Hoàng Gia V4 như trên màn hình quý vị đang xem. Và chú Quảng đã chọn luôn bộ Hoàng Gia V4 vách chám như trên màn hình quý vị đang thấy. Bộ này là mẫu Hoàng Gia V4 đục chám hoa mai, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, hàng tuyển chọn gỗ và đục là đục kỹ luôn. Đây, bông hoa này đục rất là kỹ, đục thủ công và phân gỗ thì tuyển chọn đỉnh cao. Anh chị em phải tham khảo cái mẫu sản phẩm này. Rất là đẹp, khác biệt rất nhiều so với những hàng chợ. Nếu anh chị em nhìn kỹ cái bông hoa hồng này thì so với những hàng chợ, hàng phổ thông thì nó khác xa luôn, từ cái độ lớn của bông hoa, độ lở bông hoa, cánh hoa, lá hoa đến những cái dải lan tây xoáy này đều rất là mềm. Đó, đến cái vách đây em sẽ quay cận cảnh để anh chị xem cái vách này. Cái vách này là dày 3 phân, cái múi này làm rất là căng nhá, vách phải dày, đục mới được sâu và đục hai mặt. Hoàn thiện rất là kỹ từ những chi tiết nhỏ, mịn căng bóng luôn. Để anh chị tham khảo vân gỗ thì đỉnh của đỉnh luôn. Đó. Ở đây là cái phần ghế dài, cái ghế dài thì là trương ghế là trương liền. Đây. Trương liền. Đây. Đấy, anh chị em tham khảo trương liền này. Vách chám hoa mai. Cao luôn. Đấy. Và sản phẩm này thì công ty đồ gỗ Phạm Gia có chia sẻ kỹ ở trên kênh YouTube của xưởng đồ gỗ Phạm Gia cũng như website là xưởngđồgỗgiagoc.com và đồgỗphạmgia.com để anh chị em có thể tham khảo những cái sản phẩm của công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất. Thì quý vị có thể truy cập trực tiếp vào website là đồgỗphạmgia.com hoặc là xưởngđồgỗgiagoc.com. Bên em có chia sẻ mẫu mã, kèm giá, thông số kỹ thuật, chất liệu gỗ để quý vị tham khảo. Xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.